Đây là một trong những mã vang có chất lượng cao và cho chất lượng âm thanh nét nhất, bậc nhất ở trên thị trường. Đó là dòng X5 Vina bản quyền bản EXT, bản một nguồn. Và hôm nay về chính thức là 40 con. 40 con vang số bãi xịn bản X5 bản quyền bản EXT. Đây là em quay tổng thể cho các bác nhá. Lô này thì tháo phòng toàn bộ là đánh JBL. Toàn bộ là đánh JBL ở bên China. X vang số X5 bản quyền là của China. Được thiết kế hãng này ra đời từ năm 2010. Và những dòng X5 bản quyền, bản hai nguồn, bản EXT và bản Pro, có bản Y370 nữa. Thì hiện tại bản Y370 em chưa về được, chỉ có bản Pro thôi là đã về được rồi. Thì để hiện riêng phiên bản này chỉ có hàng mới thôi. Và đây là lần đầu tiên là về được những lô bãi xịn cao cấp. Thì riêng dòng bản quyền thì các bác biết rồi. Chất lượng cao cấp, linh kiện cao cấp và độ bền cao. Hay bền. Đấy, chất lượng linh kiện cao cấp. Và hôm nay thì em về được tổng là 40 con. Tổng là 40 con. Và các bác có nhu cầu đến những dòng sản phẩm cao cấp thì hãy liên hệ em. Con này thì các bác mua thì em sẽ tặng nha. Tặng chuyển quang. Đấy, chuyển quang, dây nguồn, khiển và dây kết nối xuống âm đi và đẩy nhá. Cái này em sẽ review cho bác kỹ. Đây là một con nguyên bản hàng bãi này. Đấy, và nắp niếc của nó còn nguyên như này. Lô này là tháo phòng đẹp như mới luôn. Hình thức thì dòng X5 bản quyền thì thiết kế nó là nguyên bản, tức là nó vẫn vẫn gì vẫn đơn giản nha. Và thì rất rất sang trọng, nó đơn giản, nó không có nhiều rườm rà. Và tất cả các tính năng như Eco Reverb điều chỉnh full được bằng tai hết. Có 3 cổng mic ở phía sau, ở phía trước và 2 cổng mic ở phía sau. 2 cổng mic ở phía sau. Đấy, các bác nhìn chưa? 6 cổng out ra. 1 2 3 4 5, 6 cổng out ra. Có mã QR đây này, hàng này còn nguyên bụi bụi nha. Con này tháo ra như này là bán cho các bác luôn này. Có một chút bụi thôi nhá. Có mã vạch đầy đủ hết. Và mở ruột ra. Thì con này chạy chip 21375, sản xuất vào ngày mùng 5 tháng 7 năm 2019. Phiên bản DSP là phiên bản Revert V5. Tức là con này thì nó sẽ khác con hai nguồn một chút về cái phần lập trình Eco Revert, tiếng nó sẽ dày dặn hơn. Với con này là lớp chống hú này, lớp chống hú của nó quét tần dày hơn nên khả năng chống hú tốt hơn X5 bản bản hai nguồn. Tụ xuất âm của nó là toàn bộ là tụ nhôm nên thì trung âm nó sẽ dày dặn hơn các bác nhá. Trung âm nó sẽ dày dặn hơn. Định nguồn này định nguồn 4 chân rồi. Và các bác có soi kỹ này. Tiêu chuẩn linh kiện và tiêu chuẩn sản xuất rất là cao. Rất nhiều bác hỏi là cái con này là bằng sắt nha, là không phải nha. Tất cả kể cả hàng bãi, bản thương, bản quyền thì cái chân này nó chỉ là mạ thôi. Còn 100% cái dây tín hiệu này chắc chắn nó phải là bằng đồng, đồng hợp kim. Cái con này thì em về được 40 con, mà các bác nào nhu cầu đến những dòng sản phẩm cao cấp Eco hay Revert hay trung âm dày vừa đủ thì là con này là một trong những mã là đáng các bác đáng để sưu tầm. Ở những dàn karaoke mà cao cấp, hát karaoke mà những dòng loa cao cấp như JBL, Bose, những dòng loa của châu Âu, hát karaoke mà chưa nghe được điện thoại thì các bác hãy tìm hiểu nhá, tìm hiểu đến những mã như này. Tất cả những sản phẩm này thì bán cho các bác là gì? Có giá là 5 triệu. 5 củ này. Bao ship tặng chuyển quang, khiển đầy đủ phụ kiện nhá. Các bác lấy âm đi, nếu mà dùng âm đi thì sẽ tặng dây âm đi, lấy đẩy thì sẽ tặng dây xuống đẩy. Con này em sẽ bảo hành chính hãng, bảo hành 1 năm, bảo hành hơn 1 năm luôn, bảo như hàng mới luôn. Đấy, lô này thì dòng bản quyền thì tiêu chuẩn nó cao cấp nên là gì, ít lỗi vặt, độ bền cao, ít lỗi vặt. Dòng này thì quạt này, quạt của nó rất là bền. Đấy, có những con từ 2017, 2014, 2013 và quạt của nó vẫn không việc gì. Đời này đời bo niền nhé bác nhá, bo niền công suất. Và đây là phía sau của nó này. Đấy, bụng của nó này, từ cái ốc của nó là sáng choang hết. Em quay cho các bác vài con cho bác xem. Đời một nguồn, thực ra là một nguồn là tên gọi, còn một nguồn hay hai nguồn đây là chỉ là cái cấp nguồn sơ khai thôi, còn là cái nguồn chính nó nằm ở trong này cơ, cái nguồn chính phân phối. Thì là một nguồn thì hai cái dây cấp vào board SP nó vẫn như của bản hai nguồn thôi, chẳng qua nó tách ra hoặc nó gộp vào. Con này thì có sử dụng rơ ne đầu vào để cản hơn ở cái bản hai nguồn. Một điểm đó là gì, dùng rơ ne đầu vào để cản tín hiệu nên là tắt cắm cắm cái phần input vào nó sẽ
không bị nổ. Đấy, con này đẹp như mới. Lô này nô con nào cũng đẹp, gần như không có một vết xước nhỏ nào. Lô này là đẹp 100% luôn. Đẹp như mới hết. Đẹp như mới. Đẹp như mới các bác nha. Đây, cổng, các cổng đầu vào đầu ra còn sáng choang hết. Không có một cái dấu hiệu nhỏ nào. Đấy. Xước nhỏ cũng không có nha. Nô này là đẹp tuyệt vời. Và từ trước giờ mới về được nô này, nô cao cấp đầu tiên của dòng X5XT. À, các bác mua thử của em nha. 5 củ này, bao ship này, bảo hành 1 năm. Bảo hành hẳn 1 năm cho các bác chơi. Xin chào các bác ở những video tiếp theo.